đây là cái cầu Thuận Phước, là một trong những cái cầu mà mình nhìn ra là biển luôn rồi đó. Các bạn thấy cái cầu đẹp không? Cong cong quẹo quẹo. Đây là hướng biển luôn rồi nè. Đó. Cầu Thuận Phước này là có một cái đặc điểm là nó nằm sát về mé biển luôn. Ngoài kia đó xa xa nó là cái cảng. Đây là bên đây là cái cảng nè. Đó. Cái bến cảng. Đây, nhìn quanh bển là bán đảo Sơn Trà. Mình nhìn qua đây là thấy thành phố Đà Nẵng nè, chìm ở trong sương rồi nè. Đó, không còn thấy thành phố Đà Nẵng nữa. Như vậy là cái anh Hoàng Nam đó là ảnh leo cái cầu, là ảnh leo cái cầu Thuận Phước, ảnh leo từ đây nè, anh leo ngược lên trên đó đó. Wow. Sao dám leo trời, mình nhìn ghê muốn chết luôn, mình sao mà dám leo ha. Leo cái đường này nè thầy chồng, leo lên đó, leo lên đứng lên đó chơi đó. Sao nhìn quải cũng gan ghê hồn. Đây phía bên đây là bán đảo Sơn Trà, còn cái khu vực này nè các bạn, khu vực ở dưới đây nè các bạn nhìn chắc không thấy đâu, là ngày xưa nó là một cái vùng đầm lầy thôi, là ông Nguyễn Bá Thanh á, ông mới xây dựng cái khu này lại nè. Đó, tức là di dời những cái người mà có nhà đây nè, họ quy tụ lại, cắt những cái chung cư cho họ ở lại, tức là đổi đất á. Rồi sau đó là sắp xếp lại xây dựng nguyên khu vực này nè. Cho đó là ông Nguyễn Bá Thanh, ông có cái công rất là lớn ở cái thành phố Đà Nẵng này. Đó, trước mặt của mình là bán đảo Sơn Trà. Bây giờ là mình sẽ đi bán đảo Sơn Trà. Và điểm đầu tiên của mình á, là mình sẽ đi ngang chùa Linh Ứng. Và điểm cuối của mình á, là mình sẽ tới cây đa ngàn năm tuổi. Rồi các bạn đi với mình nha. Ok. Mình nhìn á, thì mình thấy cái bán đảo Sơn Trà này nó nhỏ nhưng mà thật sự nó bự lắm. Là tức là một phần của nó dính với đất liền, còn một phần của nó là nó bao lên ra cái biển đó, bán đảo. Thì cơ bản là ở thành phố Đà Nẵng này nè, các bạn không thấy người nghèo. Cái đó là cái hay á. Đây nó có một cái hàng cây đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ok, mình sẽ đi vào bán đảo Sơn Trà. Rồi, cứ tiếp tục thẳng. Mình cắt qua bên cái giao lộ quốc lộ 1 14B luôn, cắt qua luôn. Rồi, cứ chạy thẳng đi. Ok. Thẳng luôn, đừng có quẹo gì hết nha. Đây là một cái hotel Đà Nẵng, Alancy. Chung là nó cũng không có nằm ngay cái biển. Nhưng mà cái đường này á, cái đường ngoài sát ngoài bờ biển ngoài á, là đường Võ Nguyên Giáp. Thì sát với cái đường Võ Nguyên Giáp đó là cái bãi biển Mỹ Khê. Thì bãi biển Mỹ Khê á, là một cái bãi biển mà nó là bãi biển nhân tạo thôi các bạn. Tức là sau khi mà ông Nguyễn Bá Thanh mà ông sử dụng chính sách mà di dời lại cái dân cư á, thì thổi người ta mới thổi cát vô để người ta làm cái bãi biển Mỹ Khê á. Đây là cái hình ảnh về các cái ghe tàu ở thành phố Đà Nẵng nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Wow. À, chỗ này mà chú ẩn là rất là an toàn, tại đơn giản là cái bán đảo Sơn Trà nó sẽ che chắn cho họ. Đây là cũng như là cái vịnh mà để cho người ta đậu tàu ghe thôi. Rồi sau khi mà người ta đi đánh bắt khai thác về xong đó là người ta sẽ trú ẩn ở đây. Và nhìn nó ở đây nè, là cái hướng máy mình đang lia tới đó, là bán đảo Sơn Trà.
bạn qua bên bán đảo Sơn Trà của mình đó, là tức là khu vực Biển Đông rồi đó các bạn. Ok, như vậy là chúng ta hình như là chúng ta đi bị lộn đường rồi. Đúng đường này. Thì cái bán đảo Sơn Trà này bạn nhìn đi nó rộng lắm nha. Đây là mình lia máu qua cho bạn xem nè, đó nó còn qua bên đây nữa nè. Đó, nó lớn lắm, nó cũng cỡ như mà cái núi Cấm ở tỉnh An Giang của mình vậy đó, nó lớn vậy đó. Rồi bên đây là nguyên một cái cảng container nằm bên đây. Wow, thành phố Đà Nẵng dữ dằn thiệt, đúng là thành phố lớn nhất miền Trung mà. Không có gì để bàn, không có gì để ý kiến nữa. Ồ, bên đây có tàu nữa nè. Cái chỗ này gọi là Maritime Service 6, hàng hải. Rồi cái hàng cây này đẹp quá. Rồi chuẩn bị là mình giao cắt với quốc lộ 14B rồi đó. Mình đi ngang qua quốc lộ 14B luôn là mình bắt đầu chính thức là mình đi sát vô cái bán đảo Sơn Trà đó. Đẹp không? Giấc này là gần 4 giờ chiều rồi. Đây, đi thẳng là chùa Linh Ứng, rẽ bên tay trái là cảng Tiên Sa, rẽ phải là chúng ta đi vô trung tâm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái ngã tư này nha. Đây là cảng Tiên Sa nè. Ok, đây là đi chùa Linh Ứng nè. Thì bạn đi chạy khoảng chừng 2 cây số thì bạn sẽ đấu nối được với cái đường Võ Nguyên Giáp, là từ ở cái phía mà biển Mỹ Khê á, bạn chạy lên á. Đó, do đó là bạn đi chùa Linh Ứng này có hai đường đi, một là bạn đi đường ngoài đây sát bờ biển ngoài đây, hai là bạn đi cái đường Võ Nguyên Giáp là đi từ bãi biển Mỹ Khê đi lên. Rồi bây giờ chúng ta đi chùa Linh Ứng nha. Quá đẹp cái khu Sơn Trà này, là khu rừng nguyên sinh đó các bạn. Người ta là bảo quản cái khu này kỹ lắm. Thì ngày trước là Đà Nẵng thì cũng có một cái chiến dịch gọi là khai thác cái tiềm năng du lịch ở cái khu bán đảo Sơn Trà nè. Thì người ta là cấp phép cho những cái công ty mà nó làm về du lịch đó, nó xây resort thì tiếp đó ở trên khu vực này nè. Thì người dân ở Đà Nẵng này người ta không có chịu. Rồi cái chuyện nó lớn lắm mà đưa ra tới quốc hội mà để giải quyết mà. Thì cuối cùng là ngưng lại tất cả các dự án lại hết. Để cho gì? Để cho cái bán đảo Sơn Trà này nó là một cái khu sinh quyển xanh ở thành phố Đà Nẵng, nó là như là cái lá phổi xanh vậy đó. Ok, bây giờ chúng ta tới cái ngã ba là đường đấu nối vô đường Võ Nguyên Giáp rồi đó các bạn. Mình nói lại nha, cái đường Võ Nguyên Giáp là cái đường đẹp nhất ở ở thành phố Đà Nẵng đó nha. Là nó đại cặp theo cái bãi biển Mỹ Khê. Đây, đây là cái dòng xoay nè. Thì mình ôm cái dòng xoay này. Đây, dòng xoay. Dòng xoay xoay. Chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn. Ok. Đã không? Khu này bắt đầu nó quang ra đó ha. Mọi thứ là đều đẹp đẽ. Nói chung ở Đà Nẵng này chỗ nào nó cũng đẹp hết. Đó, trước mặt của mình là đường Võ Nguyên Giáp đó, là biển Mỹ Khê đó các bạn. Mình cứ chạy thẳng ra thôi rồi mình rẽ trái. Hả? Không phải, chùa nó đứng ra nằm ở trên núi chứ. Đâu nằm đây? Chùa Linh Ứng là phải nằm ở trên núi. Kìa, nó kìa. Kìa, có tượng Phật kìa. Đó, không có tượng Phật đó, thấy không? Đây, đây. Đây, quẹo lên đây. Bên trái. Đây là đường Võ Nguyên Giáp nè các bạn. Các bạn nhìn nè. Giờ đây là phía biển Mỹ Khê nè. Đó. Đây là cái đường mà nó có thể cạnh tranh được với cái đường Trần Phú. Của... Về đường này đó. Được. Được, đường này chút xíu mình về đường này. Nó có thể cạnh tranh được với cái đường Trần Phú á, của thành phố Nha Trang á. Còn đây là bãi biển nè.
đó, những cái ghe tàu thì họ trú ẩn ở đây. Đây chúng ta là đi đường này á, là chúng ta lên chùa Linh Ứng, đó có cái tượng Phật đó các bạn thấy không? Đây 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 nè, đây nè, nhìn đây nè, thấy không, thấy cái tượng không? Đó tượng Biển Đông phải không? Ở trong ở đây là biển mà, cái này lồng là ở trong bão, ví dụ bão nó trắng, nó trắng lại, nó che lại đó. Nên bán đảo Sơn Trà là rất là đặc biệt. Mà mình thấy không, cái mặt độ mà phủ xanh ở cái bán đảo Sơn Trà này nó rất là lớn luôn á, hầu như là nó nguyên sinh luôn á, đâu có cho resort gì ở đây đâu. Làm gì resort cái gì mà chui ra ngoài đây làm resort, không biết mấy ông này mà ông phá cái cảnh quan thiên nhiên á. Ok, đây người dân là họ ra đây, họ cũng đây ở đây nhiều ha, chơi ở đây cũng nhiều nè. Đó đây là khu vực mà tàu thuyền người ta đậu nè, khu vực này là đầu đường Võ Nguyên Giáp luôn rồi đó, công viên chỗ này. Ở đây nó có một cái dòng nước nó chảy ra nè, nó chảy ra biển nè, thấy không, là người ta chơi ở đây nè, mấy bạn trẻ chơi ở đây. À, chưa đây. Cái bảng á, nó ghi là cầu Thuận Phước á, là 4.5 km, còn chùa Linh Ứng của mình á, thì 2,5 cây. Khu vực này người ta đang đi chơi nè ở đây. Và bây giờ là mình mời các bạn đi với mình nha, dọc theo cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp là cái tuyến đường đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng này nè, cặp là bãi biển Mỹ Khê. Rồi các bạn đi với mình nha.